Theo báo cáo từ Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên, tới thời điểm này trên địa bàn huyện ghi nhận 5 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca lây truyền tại chỗ. Để sốt xuất huyết không lây lan thành dịch trong cộng đồng, người dân trong tỉnh không nên chủ quan và cần thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh. Khi bị sốt cao kèm đau đầu, đau người, nghi sốt virus nên chị Nguyễn Thị Nhi ở bản Sáo, xã Xuân Hòa tự mua thuốc hạ sốt uống. Nhưng bệnh không thuyên giảm, thậm chí trở nặng hơn do chị có bệnh nền. Người nhà phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Đầu tiên em chỉ thấy người ngấy sốt thôi ạ. Xong rồi em sốt cao quá thì chân tay em cứng lên thì cả nhà em đưa em đi bệnh viện thì em không biết đâu ạ. Là một trong ba người mắc sốt xuất huyết tại bản Chuân, xã Xuân Hòa đợt vừa rồi. Sau 7 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện, sức khỏe của anh Nguyễn Văn Thỉnh hiện đã ổn định hơn nhiều. Ở nhà bị 3 ngày, có uống thuốc hạ sốt nhưng mà không đỡ được. Xong rồi ra đây bác sĩ kê đơn thuốc cho thì uống đã thấy đỡ. Xung quanh nhà nhiều bụi rậm, có cả nước gần sông thì nó cũng rất là nhiều muỗi. Tôi thường phải khai thác đầu tiên cái tiền sử bệnh nhân. Sau đó thì chúng tôi sẽ cho làm một số xét nghiệm cận lâm sàng, như là thứ nhất là cái về cái phần bạch cầu, thứ hai là tiểu cầu có giảm không, cái chức năng gan, chức năng thận để đánh giá ban đầu có thể để phân biệt với một số bệnh liên quan đến sốt. Theo Bộ Y tế, dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng và phức tạp trên cả nước. Tại Lào Cai, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 92 ca mắc, trong đó có 15 ca nội địa và 77 ca ngoại lai. Ca mắc bệnh sốt xuất huyết của trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì cũng chưa ghi nhận những trường hợp nặng phải chuyển viện hoặc chuyển tuyến. Chúng tôi vẫn khuyến cáo là người dân không nên chủ quan. Tất cả mọi cái trường hợp khi mà có triệu chứng mắc bệnh cần phải đến ngay cơ sở khám bệnh để điều trị kịp thời. Sốt xuất huyết là một bệnh nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời có thể biến chứng nặng, tử vong. Bệnh lây qua trung gian truyền bệnh là muỗi. Do vậy, để phòng bệnh, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp tiêu diệt muỗi như giữ cho nhà sạch sẽ, thông thoáng, ngủ màn, loại bỏ các hốc nước tự nhiên, các dụng cụ chứa nước không sử dụng. Đặc biệt, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi mắc bệnh, phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.